Quý vị đang đến với phần 2 của bản tin FBNC 24/7. Thưa quý vị, số liệu thống kê mới nhất của Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc cho biết, dân số của nước này có thể sẽ chạm mốc 1,42 tỷ người vào năm 2020. Trung Quốc sẽ tiếp tục là quốc gia đông dân nhất thế giới và có thể chạm đến mốc 1,42 tỷ người trong vòng 3 năm tới. Số liệu vừa được Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc công bố mới đây. Cũng theo báo cáo từ cơ quan này, vào cuối năm 2015, dân số của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã là 1,37 tỷ người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở nước này hiện tại vào khoảng 0,6%, trong đó tình trạng mất cân bằng giới được kỳ vọng sẽ tiếp tục được cải thiện, với tỷ lệ cứ 112 bé trai sẽ có 100 bé gái ra đời vào năm 2020. Có thể nói, cho đến nay, quốc gia đông dân nhất thế giới này đã ghi nhận những thành quả bước đầu trong lộ trình kế hoạch hóa gia đình và điều chỉnh mức cân bằng giới giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015. Một trong những nhiệm vụ hiện nay của Trung Quốc chính là tăng cường sự hỗ trợ việc làm cho phụ nữ sau khi sinh, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tạo điều kiện để phụ nữ có thể cân bằng giữa công việc và gia đình sau khi sinh con. Tập đoàn Apple cho biết họ sẽ bắt đầu lắp ráp iPhone tại Ấn Độ vào cuối tháng 4. Đây là bước đầu chuyển hướng tập trung của Apple vào một trong những thị trường smartphone phát triển nhanh nhất trên thế giới như Ấn Độ. Theo đó, Apple sẽ cùng với tập đoàn Wistron của Đài Loan tiến hành lắp ráp iPhone tại thung lũng Silicon của Ấn Độ là Bangalore thuộc bang Karnataka. Sau 4 tháng nghiên cứu kỹ lưỡng, với những dấu hiệu suy yếu tại thị trường Trung Quốc và các thị trường khác, Apple quyết định lắp ráp iPhone tại Ấn Độ sau khi xem xét những tiềm năng về thị trường cực lớn tại quốc gia Nam Á này. Theo như kế hoạch, các sản phẩm lắp ráp tại Bangalore, Ấn Độ sẽ tập trung chủ yếu hướng tới thị trường nội địa Ấn Độ. Kế hoạch sản xuất iPhone tại Ấn Độ của Apple cũng được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ủng hộ, bởi đây là điều ông mong muốn khi đưa ra chính sách Made in India, nghĩa là khuyến khích các công ty nước ngoài sản xuất tại Ấn Độ nhằm giải quyết vấn đề việc làm và thu về lợi nhuận từ cơ sở vật chất sản xuất. Trong năm 2016, Apple đã chuyển 2,5 triệu chiếc iPhone tới Ấn Độ. Mặc dù đây được coi là năm có doanh thu thành công nhất, song Apple vẫn chỉ xếp ở vị trí thứ 10 trong số các nhà cung cấp khác tại Ấn Độ. Apple ước tính sẽ bán được 750 triệu chiếc smartphone trong năm 2020. Mặc dù phần lớn người tiêu dùng Ấn Độ ưa chuộng và mua dòng điện thoại của Samsung và các dòng điện thoại giá rẻ của Trung Quốc, chẳng hạn như Apple vẫn tin tưởng rằng thu nhập gia tăng sẽ khiến cho dòng điện thoại mức giá tầm trung của Apple thu hút. Chính phủ Israel vừa có quyết định cho phép các doanh nghiệp sản xuất cần sa dược liệu xuất khẩu sản phẩm vốn gây nhiều tranh cãi này. Đây là quyết định được cho là bước ngoặt lớn đối với hoạt động sản xuất cần sa dược liệu tại quốc gia đi tiên phong trên thế giới về lĩnh vực này. Ngày 5 tháng 2, một ủy ban nội các Israel đã bỏ phiếu phê chuẩn đối với hoạt động xuất khẩu cần sa dược liệu. Công văn của chính phủ Israel cho biết sẽ cần có thêm nhiều tháng nữa để hoàn thiện hành lang pháp lý và trình quốc hội Israel thông qua. Tại Mỹ, 28 bang đã hợp pháp hóa hoạt động sản xuất và mua bán cần sa dược liệu. Kể từ năm 2012, nhiều bang như California, Washington, Massachusetts, v.v. cũng đã cho phép lưu hành cần sa dạng thông thường. Thị trường cần sa tại Mỹ được dự báo sẽ đạt mức 50 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới. Tại Israel, dù thị trường nội địa nhỏ, nhưng Israel được xem là một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu cần sa dược liệu. Hiện chỉ có 23.000 người được Bộ Y tế nước này cấp phép mua cần sa từ 9 nhà cung cấp. Quy mô thị trường ở mức 15 đến 20 triệu đô la. Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường thiếu thông tin tích cực hỗ trợ nên chưa thể xác định được xu hướng rõ ràng. Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần, thị trường Trung Quốc đón nhận thông tin khá tích cực về chỉ số quản lý thu mua PMI. Con số này cho thấy lượng đơn đặt hàng tại các công ty vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Sắc đỏ nhanh chóng trở lại với thị trường trong phiên ngày thứ ba, vàng và đồng yên được đánh giá là nơi đầu tư an toàn nên đồng loạt tăng khá mạnh. Nhiều chuyên gia cho rằng nhà đầu tư đang tỏ ra khá lo ngại với những chính sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong phiên này, thị trường đón nhận thông tin về việc Ngân hàng Trung ương Úc tiếp tục giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục 1,5%, đúng như dự báo trước đó của giới đầu tư. Các chỉ số chứng khoán diễn biến trái chiều trong phiên ngày thứ tư khi giá dầu đứng trước áp lực giảm. Nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt trượt dốc như CNOOC và PetroChina đều mất hơn 2%. Về cuối tuần, thị trường tiếp tục rung lắc trước xu thế giằng co từ nhóm ngành khai khoáng. Các cổ phiếu như BHP Billiton và Rio Tinto đều đồng loạt giảm giá. Còn chứng khoán châu Âu tiếp tục có tuần giao dịch giằng co, nhà đầu tư đang tiếp tục chờ đợi vào kết quả kinh doanh quý tư của các doanh nghiệp niêm yết. Chứng khoán châu Âu giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần trước những lo ngại của nhà đầu tư về tình hình bất ổn chính trị tại Pháp và Mỹ. Nhóm ngành ô tô có mức giảm mạnh nhất mặc cho thông tin tích cực về doanh số bán hàng đã tăng 2,9% trong tháng 1 tại thị trường Anh. Nhiều chuyên gia cho rằng lợi nhuận của các doanh nghiệp ô tô sẽ bị ảnh hưởng đáng kể sau quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu EU của người dân Anh và chính sách thuế mới từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
sắc xanh đã trở lại với thị trường trong phiên ngày thứ ba, khi nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết. Nhóm ngành năng lượng đánh dấu phiên tăng mạnh với sức bật từ hai hãng dầu ExxonMobil và BP. Đáng lưu ý trong phiên là sự trượt dốc mạnh của cổ phiếu ngân hàng BNP Paribas sau khi công bố lợi nhuận quý tư giảm mạnh hơn so với dự báo. Càng về cuối tuần, thông tin về kết quả kinh doanh của các công ty tiếp tục tác động lớn đến thị trường chung. Trong đó, tổ chức tín dụng Societe Generale cho biết lợi nhuận thuần quý tư đã đạt 417 triệu đô la, đúng như dự báo của các chuyên gia. Trong khi đó, chứng khoán Phú Quốc liên tục rung lắc trong tuần với tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Mặc dù vậy, thì nhiều chuyên gia vẫn đánh giá tốt diễn biến của thị trường trong năm nay. Chứng khoán Phú Quốc chìm trong sắc đỏ ngay ở phiên giao dịch đầu tuần. Thông tin thiếu tích cực về kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp lớn khiến cho nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Nhóm ngành dầu khí dẫn dắt xu thế giảm của thị trường. Kể từ khi ông Donald Trump chính thức đắc cử Tổng thống Mỹ, các chỉ số chứng khoán đã liên tục tăng tốc với những kỳ vọng của người dân về việc cắt giảm thuế doanh nghiệp và tăng cường chi tiêu công của chính phủ. Thị trường diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày thứ ba khi tâm lý nhà đầu tư vẫn đang khá dè chừng. Cũng ở phiên này, thông tin về thâm hụt thương mại tại Mỹ đã được công bố là chạm mức cao nhất kể từ năm 2012 với 502,3 tỷ đô la vào năm ngoái. Nhiều chuyên gia nhận định xu hướng của thị trường chứng khoán năm nay là khá tốt nhưng vẫn sẽ gặp nhiều biến động. Về cuối tuần, các chỉ số liên tục giằng co do nhà đầu tư đang chờ đợi các thông tin về kết quả kinh doanh quý tư của các doanh nghiệp niêm yết. Và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin kinh tế ngay trong phần tiếp theo với những nội dung đáng chú ý như sau. Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hoán đổi căn hộ với dự án cải tạo chung cư. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh khát các phiên chợ thực phẩm an toàn.